đã theo dõi kênh YouTube Bà Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị, sau hơn 2 tháng giãn cách xã hội để ứng phó với đại dịch COVID-19 thứ tư, tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội có xu hướng giảm nhiệt. Tuy nhiên trong vài tuần trở lại đây, trên địa bàn thành phố lại xuất hiện thêm nhiều ca lây nhiễm cho cộng đồng, đặc biệt là các ổ dịch chưa rõ nguồn lây. Các chuyên gia cho rằng, dịch lây lan rộng cho cộng đồng có phần nguyên nhân là do so sự chủ quan của người dân khi không thực hiện nghiêm 5K. Cụ thể, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, nguyên cục trưởng Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế cho rằng Việc phát hiện nhiều ca bệnh trong cộng đồng khi cuộc sống trở lại bình thường là điều đã được dự báo trước vì chúng ta chấp nhận sống chung với dịch. Tuy nhiên, số ca bệnh ngày càng tăng cao là điều đáng quan tâm, chứng tỏ người dân thực hiện các khuyến cáo phòng dịch và thực hiện 5K chưa tốt, đã có sự chủ quan. Đặc biệt mới đây, hình ảnh hàng nghìn người trên trúc tại ga Cát Linh để đi trải nghiệm tàu đường sắt Cát Linh Hà Đông trong bối cảnh dịch đang lây lan rộng trong cộng đồng, khiến nhiều người lo ngại dễ làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. Cũng theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, đây là điều đáng lo ngại vì dịch bệnh vẫn đang tiềm ẩn trong cộng đồng, dễ lây lan mạnh nếu không đề phòng việc những nơi công cộng không đảm bảo giãn cách tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh cao. Vì hiện nay, đã có nhiều người được tiêm vaccine phòng COVID-19 nên có thể sẽ nhiễm virus mà không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Họ không biết và đi lại trong cộng đồng, dễ lây lan cho người khác. Đặc biệt, dù đã đề cao các biện pháp phòng dịch, tiêm chủng cho người dân đạt tỷ lệ cao, nhưng tỷ lệ nhiễm bệnh có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Hơn nữa, khi số lượng người nhiễm trong cộng đồng lớn sẽ ảnh hưởng đến những người chưa được tiêm, những người không thể tiêm chủng, người già, những đối tượng dễ bị nặng, tử vong. Đồng ý kiến, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn Cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam Bộ Y tế cũng cảnh báo, các cấp chính quyền, các tỉnh, thành cần tuyên truyền để người dân hiểu rõ tiêm vaccine vẫn có thể nhiễm virus SARS-CoV-2 như vừa qua, thành phố Hồ Chí Minh đã thống kê khoảng 80% trường hợp đã tiêm vắc nhưng vẫn nhiễm SARS-CoV-2. Ngay cả ổ dịch ở huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội mới đây, tỷ lệ này cũng chiếm gần 50%. Với tâm lý chủ quan từ việc được tiêm vắc chỉ trong thời gian ngắn, thành phố Hà Nội đã phát hiện nhiều chùm ca bệnh trong cộng đồng. Điều này gây lo ngại về nguy cơ bùng phát dịch trở lại nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Mặc dù thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch, nhưng nhiều ngày nay đã xuất hiện một số ổ dịch và nhiều ca bệnh mới. Trong đó có những ca liên quan đến người trở về từ vùng dịch. Cụ thể, liên tiếp từ ngày 3 tháng 11 đến nay, mỗi ngày thành phố đều ghi nhận hơn 100 ca mắc COVID mới. Tính đến nay, đã có hàng trăm ca F0 trong cộng đồng. Cùng với đó là hàng loạt ổ dịch, chung các bệnh chưa rõ nguồn lây, như ổ dịch thôn Bạch Chữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, ổ dịch tại Sài Sơn, thị trấn Quốc Oai, ổ dịch tại đường Nam Dư, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, ổ dịch liên quan chợ Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, ổ dịch liên quan tại đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình, quận Bắc Từ Liêm, ổ dịch liên quan đến salon tóc Mẹ Ớt trên đường Trần Quang Diệu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa. Thực tế này rất đáng lo ngại bởi việc liên tiếp xuất hiện các ổ dịch có thể dẫn đến nguy cơ bùng phát dịch và lây lan trên diện rộng nếu không kiểm soát chặt chẽ và phát hiện kịp thời. Trước đó, theo các chuyên gia y tế, việc có thêm nhiều ca lây nhiễm mới sau khi cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới là điều đã được dự báo trước, bởi có nhiều ca lây nhiễm liên quan đến những người trở về từ vùng dịch nhưng không tuân thủ cách ly hoặc khai báo không đầy đủ. Hơn nữa, hàng quán, trung tâm thương mại mở cửa trở lại đã hút một lượng lớn khách hàng đến tham quan, mua sắm và ăn uống. Đây cũng là quy luật tự nhiên, bởi lẽ sau một thời gian khá dài phải đóng cửa ở nhà thì nhu cầu đi lại, ăn uống, tụ tập của người dân tăng cao, cũng là lẽ thường tình. Tuy nhiên, điều đáng nói, ý thức chấp hành phòng chống dịch của một số bộ phận người dân chưa cao, nhiều người còn có tâm lý chủ quan, lơ là không đeo khẩu trang khi ra đường. Nhiều hàng quán không có tấm che, không yêu cầu khách hàng khai báo y tế, quét mã QR. Mặc dù thành phố Hà Nội đã yêu cầu các hàng quán chỉ mở cửa đón khách không quá 50% công suất, nhưng rất nhiều hàng quán đã không thực hiện yêu cầu này. Lượng khách đến ăn uống vẫn rất đông, ngồi ăn không đảm bảo giãn cách. Điều này đã khiến cho tình hình dịch bệnh tại Hà Nội thêm phức tạp và chuyển dịch từ cấp độ 1 sang cấp độ 2. Theo chuyên gia Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Bộ Y tế, hiện nay mọi hoạt động ở Hà Nội đã được diễn ra bình thường, Tuy vậy, vẫn chưa thể buông lỏng được bởi nhiều địa phương tỷ lệ tiêm vaccine còn thấp. Những người này nhập cư về Hà Nội nhiều, dễ dàng lây nhiễm bệnh. Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, các ca mắc có chiều hướng tăng lên. Nếu không kiểm soát tốt, không thực hiện các biện pháp một cách quyết liệt thì chắc chắn dịch bệnh sẽ bùng phát. Do đó, cơ quan chức năng vẫn phải truy vết, phong tỏa trong phạm vi hẹp nhất có thể để tránh ảnh hưởng tới kinh tế và an sinh xã hội của người dân. Ông Trần Đắc Phu cũng cho hay, phong tỏa theo nguy cơ, nguy cơ đến đâu, phong tỏa đến đó. Xét thấy nguy cơ ở phạm vi nào thì phong tỏa đến đó, chứ không phải vì một phường mà phong tỏa cả quận, huyện. Phải thường xuyên đánh giá nguy cơ, ra soát dịch tễ, làm sao cho thật chuẩn xác để đáp ứng nghị quyết 128 của chính phủ, tránh ảnh hưởng đến kinh tế xã hội của người dân mà vẫn kiểm soát được dịch bệnh. Trong thời điểm này, nguy cơ tăng các ca cá F0 trong cộng đồng là rất lớn. Nếu không có biện pháp phòng bệnh cá nhân thì sẽ lây lan ra cộng đồng. Những người đi từ vùng dịch về nhưng không cách ly hoặc theo dõi sức khỏe cẩn thận thì sẽ lây cho người nhà. Người nhà không chịu phòng bệnh sẽ lại lây lan ra cộng đồng. Ông Trần Đắc Phu cũng nhận định nguy cơ bùng phát dịch là rất cao và khó lường. Do vậy, phải có những biện pháp quyết liệt trong phòng chống dịch bệnh ở giai đoạn tiếp theo. Thành phố cần có phương án hoạt động Phương án thực hiện trách nhiệm của người dân, thực hiện tốt biện pháp phòng dịch cho bản thân mình, cho gia đình và cho cộng đồng xã hội. Cùng với đó, thực hiện nghiêm 5K, xử phạt nghiêm các trường hợp không thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch. Hà Nội cũng như các tỉnh phải ra soát lại, kiểm soát người về từ 4 địa bàn: Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương và Đồng Nai để phát hiện kịp thời và triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Các trường hợp này phải giám sát chặt chẽ, tiến hành xét nghiệm, cách ly theo đúng hướng dẫn. Người dân về từ các tỉnh, thành phố có dịch, dù đã tiêm đủ mũi vaccine, vẫn cần nghiêm túc thực hiện các quy định phòng chống dịch. Đặc biệt trong trạng thái bình thường mới, người dân càng không được chủ quan thực hiện tốt thông điệp 5K. Phó Giám đốc CDC Hà Nội Khổng Minh Tuấn cho rằng, việc Hà Nội xuất hiện nhiều ca bệnh trong cộng đồng hoàn toàn không bất ngờ. Để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, cần tinh thần tự giác phòng dịch và tuân thủ biện pháp 5K của mỗi người. Ngoài ra, những ngày qua, Hà Nội liên tiếp ghi nhận những ca mắc về trường hợp từ vùng dịch. Theo ông Tuấn, những trường hợp trở về từ các địa phương có dịch cũng được coi như những ca nhập cảnh. Do đó để quản lý tốt những trường hợp này, cần có sự phối hợp liên ngành thật chặt chẽ. Phát biểu tại hội nghị giao ban trực tuyến ban chỉ đạo thành phố với ban chỉ đạo các quận, huyện, thị xã về công tác phòng chống dịch COVID-19 mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng nhấn mạnh Hà Nội có nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 do số lượng người về và đến Hà Nội gia tăng, tâm lý chủ quan của người dân khi đã tiêm đủ hai mũi vaccine. Chính vì vậy, cần tuyên truyền vận động người dân cùng vào cuộc trong công tác giám sát, kiểm soát người dân từ vùng khác về địa phương, kịp thời phản ánh đến Tổng đài 1022. Từ việc ghi nhận những ca mắc phức tạp trong cộng đồng, thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm chỉnh 5K, chung sống an toàn với dịch bệnh thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại